chào anh em ha. Chưa em lên cho anh em cái máy thổi lá Hitachi nè. Máy này 24cc ha, Nhật bãi. Cái này nó dính nước sơn hay nước sơn bóng gì đó không biết, dính nè. Nói chung cũng còn ok lắm. Cái tem nó để chữ China nhưng mà nó là của Nhật ha. Hitachi Tanaka rồi đó, là nói chung nhau đó. Bình xăng quanh rồ đàng hoàng. Rồi giá máy này dọn nổ ok, chạy ngon lành, giá 1,4 triệu. Rồi anh em cần thì liên hệ em ha. Zalo 0961088776. YouTube em là Hoài Mini. Anh em thấy hay thì cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh ha. Để em lên cái clip gì hay ho anh em có cái mà coi. Rồi, để em giật cho anh em coi. Nãy giờ để lâu rồi đó, giật mấy cái là chạy ha. Giờ giật lại cái một là chạy nè. Đây nó có con ống này thôi nha anh em. Ống này cũng ok lắm rồi. Có nhiều máy nó mất ống luôn á. Tanaka. Máy này chạy nó lành lắm anh em. Cái bình xăng này, bình xăng 260 này mình thay giả bơm này kia đều có 260 được hết. Nói chung là cái kiểu máy này nó rất là lành. Bô ấm. Bình xăng còn trắng ha. Đó. Ngon lành hết. Giá 1,4 triệu. Kéo nhẹ là nổ. Trời, gió mạnh lắm nè. Rồi để em ra em test thổi lá cho anh em coi. Máy này thổi lá là bao đã. Tắt giật lại ha. Nè. Nổ rất là lành. Rồi. Anh em nào cần thì liên hệ em. Giá 1,4 triệu. Zalo 0961088776 ha anh em. Đây Zalo số điện thoại em đây ha. Anh em cần cái máy gì thì liên hệ em. Rồi, chào anh em ha. Giá 1,4 triệu nha, cái máy như hình như video. Còn ok không? Ở à, đây thiếu ngóc, hồi nữa em kiếm ngóc em bắt chưa chưa. Tay giật nó khó. Rồi
lại ha. Giá 1,4 triệu ha, anh em nào cần thì liên hệ em. Rồi chào anh em luôn.